Đây thì Nga có một cái buổi chia sẻ nói chuyện với cô rất là dài. Con cảm ơn cô rất là nhiều đã cho con biết thêm về chị Kim Ngân. Thật sự nếu mà con không gặp cô, con cũng hiểu chị Kim Ngân y chang những gì cô kể. Tại vì khi mà con làm việc chị Kim Ngân đó là con nắm tâm lý chị. Tại dù sao con cũng là một người nghệ sĩ đó, con đã từng học về diễn viên đó, nên con nắm được, con nhìn được cái tâm lý của người ta và con đoán được cái câu chuyện trước đây. Thì cái câu chuyện mà chị Kim Ngân bị hoảng loạn tinh thần về cái vụ bắn chết đó đó, thì con cũng đoán chắc luôn là chị Kim Ngân đã từng hoảng loạn về một cái điều gì đó. Thì lúc đầu thì con cũng nghĩ là những cái vấn đề chị đi lang thang, thì con cũng có nghe họ đồn là như vậy, nhưng mà cái mà chính xác nhất thì là chị Kim Ngân bị cái trong một cái vụ bắn giết là bị thần kinh luôn cô ha. Rồi cái chuyện mà chị không thích đàn ông thì còn chưa hiểu lý do, nhưng mà thì cứ nghĩ là chị có cũng nhiều người đau nói, khổ có nhiều mối nhiều tình người hỏi là tưởng đâu là chỉ bị ai thất yêu ai rồi thất tình, không có đâu. Không, chị cũng có nghe, chị con nghe nói là chị cũng nhiều mối tình lắm đó, sau sau anh bắt cũng có một vài mối tình, nhưng mà chị không có phải mà lụy gì tình đâu, chị không có lụy gì tình đâu. Thì cô cũng rất là cảm ơn Thúy Nga. Cô coi mấy cái clip của Thúy Nga, cô rất là cảm động. Và cô cũng muốn gặp Thúy Nga để cảm ơn Thúy Nga nhiều lắm. Tại vì Thúy Nga làm, nhưng mà Thúy Nga có cái tâm, có cái tình thương cho Ngân. Cô rất là cảm ơn. Và cô cũng cảm ơn khán giả trên mạng cũng thương Kim Ngân và lo lắng cho Kim Ngân. Cô rất là cảm động. Cô thành thật cảm ơn nhiều lắm nha. Cô là theo đạo Công giáo đúng không? Cô đạo Công giáo. Hồi sáng con mới phát hiện là chị Kim Ngân chỉ đeo cái dây chuyền có cái thánh giá. Mấy giờ ngày hôm nay là gửi chị vô chùa. Cô đạo Công thôi, đạo nào cũng dạy mình cái tốt hết trơn. Mà con không biết là như thế nào thôi. Cũng... kệ chỉ đeo, cứ để chỉ đeo. Không, con không có xâm phạm như gì vô những cái gì của chị Kim Ngân hết. Sáng nay con chỉ hỏi thôi. Mấy cái đạo nào ai cũng thì dạy chị mình mới nói làm tốt là sao mà má biết. Nó kìa, cái dây chuyền nó toàn ten ngay cổ kìa. Nhưng mà sao kỳ nha, bữa hôm á chị Kim Ngân chỉ nói chuyện với con á, chỉ nói về Phật pháp không à. Con cứ tưởng chỉ là theo đạo Phật. Nhưng mà vô tình sáng nay lúc chị đứng dưới quét rác chùa, con thấy là cái dây chuyền, giờ con gặp cô thấy cô để cái dây chuyền trên xe là cũng bên Công giáo. Thì con thực sự đạo nào cũng vậy, đạo nào cũng giúp dạy cho mình tốt, thành mình người tốt hết. Nhưng mà cái quan trọng á là chị Ngân phải có một cái phép nhiệm màu nào đó của Chúa, của Phật, của trời đất. Thì bởi vì cô cả... nói là chỉ có trời cứu thôi. Dạ. Mà cô, con nói thẳng với cô, chị Kim Ngân á, nói như cô rất là đúng. Nếu mà uống thuốc chưa chắc đã khỏi, cái quan trọng phải dùng bằng tình thương thật sự. Đúng rồi, cái tình thương. Và cái người đó phải bên cạnh chị Kim Ngân. Con nói thẳng luôn là phải 24/24 đó cô. Mà con thì con còn con gia đình chứ đâu phải là con ấy đâu. Con giúp cho chị Ngân như vậy. Và con muốn trong cái thời gian con làm này sẽ có một cái người nào đó, họ sẽ làm được cái điều đó. Và cô biết không, cái người đó họ làm á, thì họ sẽ được lãnh tiền chính phủ á cô. Nếu mà chị Kim Ngân có tiền bệnh, cái người đó đi theo cô. Thì là họ nhận cái lương chính phủ. Còn con hiện tại là con chỉ đi giúp thôi. Chứ con không vô xâm phạm cho cái chuyện là con giúp Kim Ngân để con lấy tiền cô chính biết. Phủ. Thì con không thích làm cái điều đó từ trước giờ. Nếu mà thật sự á, con phải làm điều đó thì tất nhiên con phải bỏ hết tất cả sự nghiệp của con, rồi gia đình con cái thì con mới làm được điều đó cho Kim Ngân. Và cái người mà kế tiếp mà làm cho Kim Ngân á, cái điều đó là họ phải rảnh, họ không có gia đình, họ không có cái gì hết và họ không có công việc làm giống và, như con và nữa. Họ nhận cái tiền chính phủ như vậy và nếu mà họ muốn làm cái điều đó thì con sẽ tập cho họ từ từ tiếp xúc Kim Ngân. Kim Ngân bây giờ là bị một cái trường hợp có con Kim Ngân thôi, có một cái người thứ ba xuất hiện Kim Ngân sẽ đặt nghi vấn liền và Kim Ngân sẽ né. Nên có nhiều người á, khán giả họ nói với con, Thúy Nga ơi đi chăm Kim Ngân, nói chị đi theo chị phụ, nhưng mà không dám đưa, ngay khúc này không dám đưa. Ngay cả cô biết không, bây giờ là chị Kim Ngân về chùa, khán giả đòi về chùa thăm chị rất là nhiều luôn, nhưng mà con không dám cho, sợ là chị cảm thấy chị trộn rộn, có nhiều người làm phiền quá, cái chị sợ chị trốn luôn. Chị không thích đâu. Cô biết không là nhiều người đòi đến để gặp chị ngay tại chùa, nó trời mừng quá, chị Kim Ngân về chùa rồi sẽ đến thăm Kim Ngân thường xuyên, mà con nói là bây giờ thời gian này con chưa, không cho. Chưa đúng thời điểm. Nếu mà có gặp thì gặp đâu, giả bộ mình gặp ngoài đường đi chứ đừng. Ví dụ như mà chị nghèo, chị bị homeless,
thì á, chị tỉnh táo thì mình tới thăm chị, chị cảm ơn. Dạ. Nhưng bây giờ chị bệnh thì càng làm cho chị sợ thêm nữa. Đúng rồi, chị sẽ sợ. Chị Kim Ngân là thích một cái không gian riêng. Không ai biết mình ở đâu hết. Ngay cả con chị cũng cho biết, nhưng mà con biết cái chỗ ngủ chị đến một cái chị hết hồn liền. Nhưng mà chị vẫn vui. Biết sao mà cái bữa mà con kêu không dậy không? Bệnh đó. Nói với con có nghe không? Dạ. Bị cảm đó. Dạ. Đó, rồi con kêu đâu có dậy nổi. Là hay hay nói chóng mặt lắm. Mà giờ bắt uống thuốc không chịu uống. Bây giờ còn có hỏi con là ăn uống không đầy đủ. Thì đó. Ăn có chút xíu rồi không. Không, mấy bữa đi với con bắt ăn rau, con bắt uống nước cam nhiều, rồi con cho ăn uống một ngày hai cử rất là ngon, thì dạo này đỡ rồi. Thấy mặt là có nhuộm sắc lên. Ăn tôm riêm đó, hồi nãy con tính ghé mua nhưng mà con nói thôi chùa người ta ăn chay đó. Không, con ăn chay chị Ngân đâu có sức đâu cô, con phải đưa ra ngoài ăn mặn thêm. Chị Ngân chỉ thích ăn cái tôm riêm đó. Hèn gì có nói là con order tôm đó. Thích ăn tôm riêm mà con biết cái răng không có. Thành ra bữa con kho thịt kho nó đâu có ăn nổi. Dạ. Mà không nói. Đúng rồi. Chị nói là đậm đà. Nhưng mà đêm là chị không ăn. Chị ăn tới giấc này là chị ăn là xong rồi thôi, chị ngưng. Lại ngủ sớm quen nữa phải không? Ngủ thì thật sự ra chị cũng khoảng 10 giờ rồi chị ngủ, nhưng mà trong một đêm á, con theo dõi chị thì chị dậy 2-3 lần. Thì hôm bữa con tưởng là chị ở chùa, chị lạ chùa, chị ngủ không được. Nhưng mà sau này á thì con hỏi, thì chị hỏi là ở chỗ mấy giặt ngủ cái y chang vậy, chứ nó cũng vậy á, đêm cũng dậy mấy lần vậy đó. Thì là như chị sẽ bị thận yếu. Cái nói à? Nói không à? Đêm vậy chị không có nói không nha. Nói à? Với lúc ở với cô là nói. Sáng sớm là không nói. Là chị đi toilet thôi. Thận yếu nên mới đi nhiều lần với tuổi già đó. Là con quan sát Kim Ngân là cô nói thiệt. Con nói thiệt với cô là con không để hở một cái gì, con quan sát kỹ mức độ mà con hiểu Kim Ngân đó, con tiếp xúc không lâu mà con hiểu Kim Ngân. Cái phút nào Kim Ngân cần cái gì sao sao. Đến nỗi mà bây giờ mà chị nói nhiều là con biết cách cho chị calm down lại, là không có nói làm xàm được luôn. Mà không ai dám la Kim Ngân đâu, mà con la mà chị im đó cô. Tại nó biết con thương đó. Con quát á, khi mà chị nói nhiều quá là con quát một cái chị im luôn. Là chị không nói nữa, là chị ngồi chị hút thuốc, rồi chị thơ thẩn. Tại vì chị nói nhiều như vậy là thần kinh chị sẽ mệt lắm. Chị rất là mệt, tội lắm. Nói chung con cũng đây là lần đầu tiên mà số con gặp nhiều cái trường hợp rất là khó, mình phải giúp. Nhưng mà đối với trường hợp Kim Ngân là cực kỳ khó nhất, khó đến mức độ mà bây giờ con đặt một cái dấu chấm hỏi luôn, không biết liệu mình có đi theo được. Có cái gì nè, cô sắp dọn qua Florida nữa nè. Cô dọn qua đó cô ở hả? Tại vì thằng con cô nó không muốn ở mobile home nữa, nó muốn qua bển nhà mình nó rẻ. Mà bữa nó có Florida nhà rẻ đúng rồi. Nó ghé nó hỏi Ngân nè. Chị có muốn đi qua Florida với tụi em không? Ngân nói không, đâu có quen ai bển đâu qua. Con bữa giờ con đang có cái dự án á, nếu mà con có giấy tờ chị rồi, chị tỉnh táo rồi, con đưa chị qua Florida cho chị làm răng, rồi cho chị đi chơi vacation chút xíu cho tỉnh táo ra. Nhưng mà không biết là có được hay không. Bây giờ cái tình hình bệnh chị như vậy, thuốc thì không chịu uống, đi bác sĩ không chịu đi thì... Bởi vì cô nói cái bệnh của chị Ngân á, mấy người nó cứ nói với cô là tại sao không đưa vô nhà thương. Vô nhà thương nó, cô nói thiệt với con đó, bệnh còn nặng thêm. Vô toàn là mấy người điên xung quanh không à. Người điên đó, người ta cần một cái tình thương, cần người đúng chăm rồi. Sóc chứ không phải là cần thật thuốc. Ra chị Kim Ngân mà có người cứ chia sẻ vỗ về là rất là ok luôn á cô. Mà bị cái không, con biết chắc không ai dám theo nổi chị Kim Ngân. Con là bữa giờ con sát nút mấy ngày là con muốn ngã bệnh luôn. Cô nhiều khi cô cũng hối hận, cô nói phải hồi đó đó, đừng có nói chị đổi chỗ để chị ở với cô, đừng cô chăm sóc cho chị. Hờn mát lắm. Tấm chị Ngân. Dễ giận. Tự ái là tự ái hờn mát lắm cao. Con. Bây giờ cũng chỉ cầu mong thôi, chứ số phận mỗi con người thì nó giống như là nó như vậy rồi, thì con cũng cầu mong thôi. Thật sự con giờ cũng niệm Phật, các vị chư Phật, mỗi ngày con đi ra đường mà con giúp Kim Ngân là con phải thắp nhang đó cô. Con nói các vị chư Phật giúp cho rồi, con hôm nay gặp Kim Ngân để lại cho con đó, con giúp cho Kim Ngân được. Khi mình làm thì mình làm vậy thôi, chứ mình không nghĩ phước đức gì cho ai đâu cô. Mình làm được cái gì làm thôi. Tại đối con á, nếu mà một cái người mà theo Phật giáo mà Phật tử không phải cứ là ăn chay hay tụng kinh hay niệm Phật là có nghĩa tu. Đối con tu có nghĩa là mỗi ngày mình kiếm một cái việc gì đó mình giúp đỡ người ta. Mà nhiều khi con... giúp đỡ con nó thực sự nó từ bé rồi, nó thành cái bản tánh, nó thành thói quen rồi.
con mình làm cái những tâm công việc rồi, dạ nó cái lập tâm, cái đức tính của mình cái á, tâm tốt không rồi. ai dạy mình hết, tự động mình nó như vậy. Mẹ con thì chứng kiến con nhiều nhất, hiểu Con có anh con. em gì không? Con có đứa em trai. À, có hai chị em thôi hả? Nên cô thấy khi con làm những cái thiện nguyện này, cái cách con làm nó rất là ngọt ngào, nó không có bị mà giống như là người ta nhìn giống như là một sự sắp xếp, mình cứ vậy mà làm thôi, tại mình đã quen làm bao nhiêu năm nay rồi, nên là cái cách mình nó cứ làm nhẹ nhàng mình từ Mình làm từ. với cái tâm nó khác không biết Mà không? cô biết Kim Ngân á, đối với cái giúp Kim Ngân á, Kim Ngân là giống như một cái đạo diễn của cái game này đó. Kim Ngân đi tới đâu là đưa banh là con phải sút theo, con không hề biết Kim Ngân sẽ làm cái gì với con luôn. Con cãi là giận Không, á. những cái tình huống Kim Ngân đưa ra con đều ứng xử rất là ngọt, khán giả rất là thích, tại vì giống như mình nghệ sĩ hài nữa cô, nên mình cũng đưa một cách ngọt ngào, mình vui vui tếu téo nữa. Chứ thật sự nhiều cái tình huống chị Kim Ngân chỉ đưa ra bất ngờ, mình mà không đỡ kịp là mình gãy liền luôn á. Nói cái gì con nói cái gì chị cũng cũng ngược lại được với con luôn á. Nói chung là đôi lúc thấy chị thông minh mà mình ngỡ ngàng, nhưng mà đôi lúc thì mình biết chị rất là nặng, không thể nào cứu được luôn. Thông minh lắm, Ngân á, Dạ đôi giỏi lúc chị thông lắm. minh mà thông minh một cách kỳ cục luôn con, mà Con đôi thấy lúc ông khôn lắm, tới cảnh sát mà lợi nãy là chị nói chuyện như tỉnh táo, không có như bệnh đúng mà người rồi. ta bảo có bắt chị được. Thôi bây giờ coi như là hôm nay cô đến đây để chia sẻ cho con hiểu hơn về chị Kim Ngân. Và Bây giờ cô vậy nè, con tính hỏi con à, bữa nào mà con hẹn với bác sĩ mà thần kinh á, con muốn đi cùng con được không, để mình tới được. với mình hỏi cái bác sĩ, nghĩa là cái Hôm nay kinh con nghiệm. đến rồi bác sĩ nghỉ, có qua tuần á, con có lấy số điện thoại rồi con sẽ hẹn, rồi con với cô đi riêng, Đi đừng cho riêng Kim đừng Ngân chặn điện, biết. đúng rồi. Tại vì cô biết con đến bác sĩ nào con cũng kêu Kim Ngân ngồi ngoài chờ để con vô con hỏi chuyện trước đã, rồi con mới tư vấn với họ trước, rồi sau đó mới tính cho chuyện Kim Ngân. Để cô muốn gặp bác sĩ cái mình hỏi coi, nghĩa là cái cách làm sao mà theo cô nghĩ là không có chữa được hết, không hết được, không có thể nào chữa được Cô hết. bây giờ cô gặp con á, nếu mà lần thứ hai cô ráng cho con xin giấy tờ À, thì cô của sẽ Kim đem giấy Ngân tờ để cho coi con. con có thể làm được với Kim Ngân, mà con phải đỡ phải cực nếu mà làm được gì cho Không, chị. bây giờ vậy nè, cô Thật hỏi ra con. cô biết làm sao không? Thực sự cộng đồng mạng yêu thương chị Kim Ngân có, hiện tại họ cho tiền có, họ đâu có cho lâu được đâu cô. Bây giờ quan trọng Không là có chị Kim Ngân cái mình xin chuyện được đó, cái chính chuyện đó phủ. để cô nói cho con nghe đó. Nếu mà cô chỉ hỏi đó, là nếu mà chị Ngân không ký tên, con có làm được không? Thì đó, cô đi hỏi rồi không làm được, thì bữa đó cô nói chuyện với bác thì nó nói là ở đây dư sức để mà đóng tiền phòng cho Ngân, với tiền ăn này kia đã lo hết, tại vì con gái của nó bây giờ là coi nhân viên là mấy trăm người của Citibank, thành ra tụi nó nói là cái chuyện đó không có thành vấn đề nếu mà ở đây lo được, nó nói vậy đó. Nói chung là gia đình chỉ là đều khá giả, đều giúp được, nhưng mà bị cái đó. Bây giờ là nếu mà thật ra không có xin được tiền chính phủ thì là gia đình mình phải đứng ra lo thôi. Khán giả ngày hôm nay họ cho Kim Ngân, con chưa có ngồi dám cộng luôn. Con không nghĩ là Kim Ngân được nhiều người yêu thương như vậy, nhưng mà cô biết sao không? Họ đâu có cho mình lâu dài được cô. Họ chỉ một cái tạm thời nhất thời họ thấy thương. Cái quan trọng là mình phải, một là mình xin được chính phủ để chính phủ cho Kim Ngân lâu dài, mình đỡ cực. Thứ hai là tất cả Bây giờ đều vậy do nè, gia đình con mình gái lo. út của cô ấy thì nó nói với cô, nó nói cô có thể làm là đại diện cho chị Ngân, nếu mà con ở bên đây luôn, con không có về Việt Nam thì cô cứ để cái đó cho con làm. Nó nói mà cô bữa con nói chuyện thì nó nói nếu mà mẹ đó đứng ra mẹ đại diện cho chị Ngân, bây giờ tại vì chị Ngân bệnh là mẹ có quyền quyết định cuộc đời của chị Ngân đó, là mẹ ký tên rồi, mẹ cũng như là cô có thể xin tiền chính phủ, cô mẹ cô đứng Đúng ra rồi. cô quyết định thì được. Nhưng mà bây giờ con có hỏi, con có quen ai luật sư không, con hỏi có đúng như vậy hay không? Thì con không rành cái đó lắm, nhưng mà thì như bữa hôm sư cô này nè nói nếu mà thực sự Kim Ngân về chùa ở là phải xác nhận, có luật Thì sư đó. và hai người xác nhận. Thì lúc đầu trong đầu con nghĩ con ở Việt Nam mà sao con đứng ra con xác Thì nhận cô được, thì là xô với một sẽ ký người nào tên cho. đó để mà take care. Còn cái chuyện mà để mà đứng ra lo cho chị Kim Ngân thì cái đó con chưa biết, con chưa có quan tâm đến Không, vấn đề bây đó. giờ con gái út của nó nói vậy đó, nhưng mà nếu mà con có quen ai luật sư đó,
hỏi thăm có đúng như vậy con không, không có quen. nếu mà được thì cô sẽ làm cái giấy cũng như là cô đứng ra, nghĩa là nó nói rằng mẹ làm cái đó đó là mẹ quyết định đời chị Ngân hết đó. Đó thì nếu mà làm được thì chị Ngân không ký thì cô ký, cô vẫn lãnh tiền cho chị Ngân được. Là cô vẫn lo. Còn nếu tiền mà bệnh một tháng gần cả ngàn đó cô. Còn nếu mà con ở bên đây, cô tin tưởng con, cô nói thiệt cô tin tưởng Thúy Nga, cô không có 100% luôn. Cô rất là thương Thúy Nga mà cảm động là Thúy Nga có cái lòng tốt rất là tốt. Đó. Mà có một cái là mới mốt mà cô đi, nếu mà cô đi qua Florida thì cũng được, thí dụ ở đây thì cô lãnh tiền xong cô gửi tiền qua và xe trong công được. Nhưng mà con gái nó nói vậy mà cô không biết đúng như vậy hay không, thành ra con muốn biết nếu mà cháu có quen ai luật sư đó mình hỏi người ta. Cái vấn đề mà chị Kim Ngân á, cái để người nào đứng ra lãnh cái đó nó không quan trọng. Mà cái quan trọng là cái người nào đứng ra lãnh chị Kim Ngân cái vấn đề đó, là người đó phải toàn tâm toàn ý đứng ra lo cho chị Kim Ngân. Cái chuyện tiền đó thật sự nó cũng không có đủ mà để làm cái gì chị Kim Ngân đâu cô. Tại vì nó chỉ đủ tiền nhà chứ tiền ăn một chút xíu dư cái chi tiêu của chị Kim Ngân cô biết rồi đó. Thực ra một ngày á, là chị Kim Ngân á, nếu mà tiết kiệm lắm á, thì cũng phải 20 đồng. Đúng rồi, đó là một mình chị, còn chưa kể cái người họ đi theo, họ chăm sóc xăng nhớt, họ đổ, họ đi làm anytime. Rồi mà cái kiểu chị Kim Ngân á, cô biết không, không phải là cứ cho ăn xong vứt đó. Chị Kim Ngân là phải cứ kề cận. Cô nói cái người mà chăm sóc chị Kim Ngân á nha, một tháng at least á mà 2.000 chưa chắc họ chịu làm. 2-3.000 chưa chắc họ chịu đi chăm Kim Ngân, tại vì nó phải toàn tâm toàn ý, giống như là chăm một đứa trẻ vậy đó. Đó cái tiền đó mới là tiền cực. Nếu mà tiền đó mà không biết con biết chính phủ họ trả cho được bao nhiêu khi mà có cái người mà họ chăm sóc cho một cái người bị bệnh đó. Họ chăm sóc cái đó được bao nhiêu thì cái người đó mà phải toàn tâm toàn ý chị Kim Ngân. Họ theo họ làm cái đó thì họ lãnh cái lương chính phủ và chính bản thân người nhà phải bù thêm tiền để lo cho cái người đó. Bây giờ con chỉ có mơ hồ một cái điều làm sao mà con cứu chị Kim Ngân trong vòng 1-2 tháng sau cho tỉnh hồn lại. Rồi lúc đó mình nhẹ gánh lại, mình khỏi phải lo chỉ nhiều. Rồi có những cái gì sau này đó. Nhưng mà thật ra con càng tiếp xúc chị Ngân thì đúng thật như những người mà bác sĩ mà làm tâm thần đó, họ điện thoại họ nói chuyện với con thì họ nói là ca Kim Ngân không chữa được đâu em. Thì đó, họ nói thẳng với con như vậy. Cô họ nói biết là rồi, con biết chị rồi. Rất thương em nên chị chia sẻ, nhưng mà chị biết trường hợp Kim Ngân là đã khá nặng rồi. Phải rất là nhẫn nại, nhưng mà cái nhẫn nại của em là nó còn hơn mấy người bác sĩ ở trong bệnh viện. Chị nói như vậy, rất là nhẫn nại. Chị nói trời ơi cái gì mà giống như là thực sự cái tánh nhẫn nại đó đôi lúc cái là cái cá tánh của mình đó. Tại vì con là con thích gì nè cô, con làm một cái gì là con toàn tâm toàn ý và con bằng mọi cách con phải được, nên con phải chịu đựng cái sự nhẫn nại. Nhưng mà đến một thời gian nào đó mình cũng chịu không nổi chứ. Con cũng biết sẽ có nhưng mà không biết mình khi nào. Nhưng mà bây giờ mình cứ trong đầu mình cứ kỳ vọng là chị sẽ không, chị sẽ bình thường nên chị mình cố gắng hết sức cho chị á. Ví dụ mà con độc thân, con không có gia đình thì cái tâm của con có thể là con theo chị Ngân được. Còn này con còn có mẹ, còn có con cái nữa, rồi sự nghiệp nữa, làm sao con bỏ được. Nhất là cô biết từ lúc mà dịch Covid đó, con không có con bên cạnh đó, con làm được nhiều việc giúp cho người ở đây lắm. Nhưng mà từ lúc con qua với mẹ con qua là con giảm bớt luôn. Con còn nói là chắc con không đi giúp cho người vô gia cư được, mà đùng cái tự nhiên gặp chị Kim Ngân xong bây giờ con lại xoáy vô cái vòng. Mà con nói thẳng với cô là trong đầu của con chắc cũng gặp cái duyên đó cô. Là trong đầu con đợt vừa rồi con qua đây con cũng nghĩ thôi, con sẽ không ở nước Mỹ này nữa, con phải trở về Việt Nam thật sự. Tại Việt Nam mới là cái đất của con. Để cho con làm việc, để cho con hoạt động, để cho nó đúng cái công việc của mình. Và con sẽ từ giã nước Mỹ này luôn đó. Là cô biết con á, là con thấy là mình cứ một cảnh hai quê chạy qua chạy lại nó cực quá. Thì con trong đầu con tính là con sẽ như vậy. Nhưng mà trời xui đất khiến cái vòng xoáy con gặp chị Kim Ngân nó lại kéo cái chân con lại, và con không biết khi nào con mới làm được cái ý định của mình luôn. Giống như là nước Mỹ này không muốn cho con đi vậy đó. Con gặp chị Kim Ngân là nó giống như cái lốc xoáy mình cuốn vô, mà mình tự thấy mình quá thương chị này và mình phải làm cái gì, và mình cũng cái bị mình cũng cái kiểu mà người cầu toàn đó. Với mình cũng có cái ý chí á.
mình cứ nói là mình phải làm được cho chị Kim Ngân một điều gì đó, cái tự nhiên cái mình bị cuốn vô cô mình... mà cứu được Kim Ngân mà trở lại bình thường còn thành thánh rồi. Thật sự con có lúc đầu con cũng nghĩ là mình sẽ làm, nhưng mà có những lúc con thấy là chắc mình làm không nổi, nhưng mà con vẫn cố. Con tánh con này con rất là chịu cố gắng, nhưng mà con biết cái vấn như đề chị này nói mà Kim Ngân không nghe lời. Không, Kim Ngân á là đối với con dạ thưa, rất là dạ thưa. Cái gì cũng dạ má, rồi xong cái là Kim Ngân vẫn làm theo ý Kim Ngân. Vẫn xoay theo cái kiểu đó. Và rất là bất ngờ luôn, cái kết cái Kim Ngân là bất ngờ lắm. Ví dụ như sáng con hẹn là Kim Ngân ơi, sáng nay là Thúy Nga qua đón Kim Ngân chỗ đó nha. Dạ. Nhớ qua nha má. Rồi sáng qua không thấy đâu. Chơi trò chơi ú tim vậy đó. Cũng bị rồi. Xong mình cứ phải lăn lộn mình đi tìm bả thôi à. Rồi cái gì thì má ơi mà, làm sao thì đó thay đổi sạch nên bây giờ là thật ra cô nói cái vấn đề cái người mà đứng ra chịu trách nhiệm không phải là cái đó là cái vấn đề nó chỉ là phụ thôi. Cái vấn đề chính cái người đứng chịu trách nhiệm á là người ta phải thương Kim Ngân thật sự và toàn tâm toàn ý mỗi ngày với Kim Ngân thì con chắc chắn một điều là Kim Ngân sẽ giảm bệnh dữ dội lắm, có cái tình thương đó con. Dạ chứ còn bây giờ thuốc thì cũng đừng có mong, con cũng nghĩ như cô vậy. Cô đã nói rồi không có thể nào chữa được, chỉ chữa khi nào á thì nãy cô nói con đó, khi nào mà bên đây mà chữa được mấy ông lính Mỹ đó thì mới chữa lại được. Là chị Kim Ngân á là làm đi với chị là phải chiều chuộng á, cái chiều chuộng ngọt nhạt luôn. Mà con thì con thấy quá tội chị, mình sót á, cái kiểu mà người nghệ sĩ á, tới kỳ người ta đang đương thời rồi người ta bị vậy á, tự nhiên cái mình cảm thấy mình đau nhói con, giống như mình đau cho mình á. Cái mình đặt cái tình thương vô rất là nhiều, cái đâm là chị cũng biết được cái tình thương của mình dành cho chị. Ví dụ như người ngoài mình gặp á, mình cũng đau nhưng mà không đau bằng. Nhưng mà cái người mà người nghệ sĩ họ bị gì có biết là mình đau nhói á, tại vì nó là cũng đồng nghiệp. Tại sao họ bị như vậy, cái là mình cực kỳ xót xa, mình chịu không nổi. Cái mình cứ phải nói là thôi ráng giúp. Mà con không nghĩ là chị Kim Ngân được khán giả yêu thương kinh khủng luôn. Bởi vì em Ngân á, nói tội nghiệp chỉ bệnh chỉ mới như vậy. Đó. Mà mỗi lần con biết không xuống đây á, đi chạy đi kiếm chị Kim Ngân nó té dập chân. Rồi nó kiếm chị, nó nói với chị em nó thương nhau lắm. Thôi thì hôm nay con cảm ơn cô, buổi chia sẻ này quá dài luôn. Cô cũng cảm ơn con. Dạ. Con chỉ mong là bây giờ con hẹn được cái bác sĩ thì con với cô cùng đi. Bữa nay đó cô hỏi thử đang giúp cho con là qua tuần này con làm lẹ nè để có cái giấy tờ cho chị Kim Ngân. Thì khi nào thì con là... cần thì cô đưa. Dạ. Chắc con phải cần cái giấy chánh phải không? Thì tất cả là phải giấy chánh cho cô. Mà cái số sao thì cô không có. Thì nếu mà thực ra có ID có passport thì mình xin thì số rất là dễ. Còn cô có mà cái số, cô nhớ cái số. Thì mà... chút xíu con đưa cô cái số, cô coi phải không nha. Cô coi thử có đúng không. Thì là mình. Thì bây giờ con nói thì cô nhớ hết mà. Không, con đâu có nhớ số à, con nhớ. Cô nhớ, nhưng mà đừng có bấm điện thoại. Không, mình đâu có nói trên điện thoại được. Con chỉ đưa cho cô đọc coi thử có phải hay không thôi. Thì... đó tình hình chị mà Kim cái số passport chị cũng nhớ nha, mà cái ID của chị cũng nhớ, rai và lại xin chị nhớ đó. Cô chưa chắc mà cô nhớ đó. Cô không nhớ mà chị, mấy đứa em nó cũng ngạc nhiên, nó nói trời ơi mẹ ơi con cũng ngạc nhiên chị ghê, chị bệnh gì mà sao chị nhớ cái số passport của chị với lại cái rai và lại xin của chị nhớ hay à. Nhiều người ta nhớ được những cái điều đó. Thực sự ra là chị Kim Ngân thì bây giờ cứ cầu nguyện đi cô. Tất cả mọi người đồng lòng có một cái tình thương mỗi ngày. Như con nè, mỗi ngày bây giờ con bước ra khỏi nhà con đều phải cầu nguyện là phải làm gì được cho chị Kim Ngân. Xin chư Phật gia hộ cho con rồi ngày nay gặp được Kim Ngân nè, ngày nay làm được cái gì cho Kim Ngân mà Kim Ngân thuận theo mình, không có cãi với mình, không xa lánh mình đó, thì hầu như là con đều được cái điều đó. Cô còn tính mua xe cho chị đi đó mà không biết. Ôi, chị bệnh gì sao đi được cô. Không có được đó, chị thần kinh mà chị đi cho chết à. Không được đâu. Bây giờ là chỉ có quan trọng là chị Kim Ngân cần một cái chỗ ở. Cái chỗ ở thật sự. Ở chùa chưa chắc chị ở được lâu. Con nói thẳng là vậy. Ông thì bây giờ vậy nè, lúc mà chị tỉnh dạ. Con nói chị đâu không có phải cảnh là... sát gì đâu. Đâu có cảnh sát. Không. Rồi thí dụ á, mà cô nói cho con nghe là thí dụ mà chị có trở vậy đó ở, vẫn giữ cái phòng này đi.
Đó, rồi cái từ từ rồi chị thấy không có cảnh sát là cứ cho chị tới đi chơi này kia đồ đó cho nó quen hả con. Thật ra cái xe với tiền bạc đối kim ngân bây giờ nó không quan trọng, mà quan trọng là những người thân phải lo cho chị Kim Ngân và cái chỗ ngủ mà chị ổn định và chị không đi lang thang nữa. Đó mới là quan trọng. Chứ không phải là phương tiện, quần áo, ăn uống thì dễ rồi. Đấy, cái cô gì của cho đâu đẹp ghê mà có lấy đâu hả? Thì đó, con yên nguyên đó, con còn giữ ở nhà đó. Cô có lấy không được cho cô. Trời ơi, đồ cô nhiều lắm con. Rồi, trong đầu con mơ tưởng là chị Kim Ngân sẽ bình phục và con sẽ trau chuốt cho chị, con chụp cho chị mấy tấm hình làm kỷ niệm rồi mặc những cái bộ đồ đó. Chị khoái đi hát karaoke đó. Dạ. Con dạ. Dẫn chị đi hát karaoke. Bữa nào con đưa chị. Khi nào mà chị bệnh đó, cho chị vô hát karaoke. Đã hết rồi. Không, vô đàn hát là nhảy múa tưng bừng, thích lắm. Đó, đó. Khi nào mà con thấy chị hồi nổi nổi cơn đó, chở chị vô cho chị hát karaoke. Dạ. Ok cô. Vậy thôi con cảm ơn cô nhiều nha. Thôi con về nghỉ đi nha. Con cảm ơn Thiết Nga nhiều nha Thiết Nga nha. Dạ. Thương quá. Thank cô. Thank you cô nha. Đây có buổi cô chia sẻ. Cảm ơn con chứ. Dạ. Ôi cảm ơn cả nhà hôm nay đã xem cái video này, có thể là nó quá dài. Mình sẽ cắt nối sau đó thành hai tập và hy vọng là cộng đồng mạng sẽ hiểu hơn về hoàn cảnh chị Kim Ngân và tình trạng chị Kim Ngân và hiểu hơn được về gia đình của chị, và mình phải thông cảm cho gia đình. Là không phải là mọi người xa lánh chị đâu, mà là tại vì chị như vậy đó, chị thất thường lắm, sáng nắng chiều mưa, rồi đôi lúc chị thích thì gần gũi, còn không thích thì chị xa lánh. Nhưng Nga thì bây giờ là chị rất gần gũi mà không biết ngày nào chị xa lánh, nên cũng rất là hoang mang, giống như là một cái trò chơi cút bắt trò chơi vậy đó. Thì Nga cũng chỉ hy vọng là mình trong thời gian là mình đang ở Mỹ thì mình dùng cái tình thương của chị Kim Ngân thật sự để mà cảm hóa được cho chị đó, để cho chị bớt bệnh hay là chị như thế nào đó trong một thời gian ngắn nhất. Đó là một cái phép nhiệm màu quý vị. Những cái lúc mà Nga giúp chị Kim Ngân á, Nga cũng không nghĩ là mình đang làm cái gì mà có cái sự đẩy đưa gì đó. Nó cứ từ từ rồi dẫn dắt mình đến. Dạ. Chắc người ta muốn mua xe ra đó. Ta muốn mua xe. Nga xin tạm biệt cả nhà nha. Nga đang đậu trước cái chỗ cửa nhà người ta. Giờ người ta không có mua xe, còn người ta đi ra không. Thì Nga xin tạm biệt nha. Bây giờ là con phải vô con chăm sóc chị Kim Ngân rồi. Nãy giờ chỉ ngồi mình trong chùa cũng đang gọi con. Thôi con tạm biệt cô nha. Con vô đưa nha. Chị Kim Ngân đi ăn một cái. Cảm ơn khán giả nha. Dạ. Hôm nay là Nga nói chuyện với mẹ chị Kim Ngân, thì mẹ chị Kim Ngân sợ lên hình, nhưng mà mẹ chị Kim Ngân nên ngồi đây thì mẹ rất là đẹp. Bởi vì mẹ đẹp thì con phải đẹp thôi. Ơi, con chúc cho cô nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con. Và con cầu mong cho cô làm sao đó một ngày nào đó chị Kim Ngân sẽ về với cô và gần gũi với cô ha. Thì khi chị Kim Ngân bình thường là thì con nghĩ là chắc là sẽ mẹ là bình thường thôi, giờ cái kiểu chị bệnh á, nên chị cứ hay cách xa người này người kia theo cái kiểu tự kỷ á. Nên là con mong là chị hết bệnh á thì là chị sẽ trở về gia đình mình hay như nào đó ha cô ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này và xin tạm biệt nha. Bye bye. Trời ơi, nay là Kim Ngân về chùa phụ sư cô lấy đồ ăn trong tủ lạnh luôn. Kim Ngân cao thiệt đó chứ cô. Ủa cao mét bảy mấy hay chung vẫn chơi đâu. Lấy đồ ăn cho sư cô nè, giờ là bắt đầu vô bữa ăn nè, nấu ăn nè. Thank you. Nấu ăn cho sư cô nè. Bận gì đâu cơ? Đang gửi xe sư cô giùm mời sư cô vô nấu ăn. Đó. Nè, cô ăn nha. Dạ. Để con ra con phụ sư cô nè. Cho mát nè mua. Con mê hẹ lắm. Sư cô làm hẹ đi. Giờ là đây là bữa ăn tối của chùa nè. Để nấu canh. Đây, rửa này trước. Cái gỗ đâu? Rồi. Bỏ đây nè. Nó Kim Ngân kêu gì là phụ cái đó cưng không? Sư cô làm. Đó. Nhờ hết sức. Nhờ cái là làm liền luôn ha. Cao nhất chùa nha. Được nhờ nhất luôn đó. Đi kêu. Rồi, đóng lại nhìn sư cô. Nè. Nữa. Mỏi ghê chưa? Mỏi lần chìm, mỏi lần trút vô là cực khổ. Phụ được sư cô luôn đó. Cái để xuống, để nghiêng nhẹ. Nghiêng nhẹ thôi Kim Ngân. Rồi, để đúng rồi. Để lại chỗ nãy. Ừ, rồi, để đúng rồi đó. Nữa, sư cô nó ngừng. Nữa.
Rồi, stop. Anh nên chạy luôn đi, chạy luôn. Rồi, chạy luôn. À, như vậy. Có tràn không? Có tràn không? Ôi chưa tràn, quá xuất sắc. Trời, Kim Ngân quá giỏi luôn. Năm qua anh, rất năm mà qua anh. Mấy là con Chúa Giêsu chứ không phải gì sao ra con Chúa Giêsu. Rồi. Đó, thank you. Em chết. Chùa đang nấu ăn ở chùa. Để mà cho mọi người ăn ha. Tối nay là Kim Ngân sẽ ăn ở chùa một bữa coi làm sao này. Bữa ăn chay đầu tiên tại chùa nha. Kim Ngân đói bụng mà. Kim Ngân xin ăn trước thấy cưng quá. Bình thường là Kim Ngân phải đợi mọi người ăn, Kim Ngân mới ăn. Hôm nay Kim Ngân đói bụng. Dạo này ăn được lắm luôn á. Kim Ngân ơi, tại em biết á, chị sức khỏe yếu, em có chiên trứng cho chị ăn nữa nè. Em lấy trứng chiên cho chị ăn nha. Dạ chút nữa, thêm á. Với đậu hũ chiên nha. Nha. Ngon không? Nay Kim Ngân ăn chay ở chùa thấy thấy ngon miệng người ta. Lớp Kim Ngân. Dạ. Kim Ngân so nice quá à. Cái gì cũng được hết á, chỉ có tắm gội là chưa được rồi. Nè, đây là phần ăn của Thúy Nga nè. Ở này là khoai lang của sư cô nè. Sư cô ăn khoai lang thôi nè. Sư cô không ăn gì luôn. Ôi, ăn thấy thương luôn sư cô. Thấy cưng nghe sợ luôn á. Nè, có trứng nè, để đem lấy trứng cho Kim Ngân nha. Nha Kim Ngân ơi, dạ, nè, cảm ơn. Trứng chiên đó, ngon lắm. Dạ. Kim Ngân, ăn đi. Ôi, ôi, Kim Ngân ăn trứng thêm không? Đủ rồi phải không? Đủ rồi ha. Ôi, Kim Ngân ăn thấy ngon miệng, thấy thương quá à. Vậy là Kim Ngân từ từ cho ăn chay được rồi. Ừ. Hũ chiên nè, xong rồi lấy miếng nước tương nữa, xịt miếng nước tương vô. Ôi, ăn thấy ngon miệng, thấy cưng quá à. Kim Ngân ăn ớt không? Là nó không cho Kim Ngân ăn ớt, cô hỏi ăn ớt không, Kim Ngân đòi ăn ớt luôn. Nè. Rau. Cô cũng đi lấy ớt. Lấy ớt đi, ăn ớt đi. Món này là món ăn rất là mắc tiền của chùa nha quý vị, đậu hũ chiên. Món ăn là đặc sản của chùa đó. Chùa nào cũng có món này hết trơn á. Món này là món ngon nhất nè. Hà mà thường á cô ăn gì nó ngon hơn là ăn mấy cái đồ mà cái đồ mà của Thái Lan rồi đó, mấy cái đồ đó cô có thích ăn không? Ví như là sườn chay. Cũng có nhưng mà dạ. Yeah. Thật ra đậu chiên ăn những ngon. Ăn đi để nguội hết. Dạ dạ dạ. Ok, sư cô ăn nha. Rồi sư cô. Đây nè, đây là phần cơm của Thúy Nga nha. Hôm nay là rất là vui khi mà Kim Ngân ăn chay tại chùa, rất là dễ thương nha. Ngon không Kim Ngân ơi? Tư. Ngon. Đòi ăn ớt là biết cũng thích lắm đó. Ô, cảm ơn sư cô nhiều. Miếng cơm đó nha sư cô. Kim Ngân ăn thêm cơm kìa. Sư cô vui đó. Ăn được lắm luôn, tự múc tự bới luôn. Hôm nay là bữa ăn cơm chay đầu tiên tại chùa. Nãy Kim Ngân vô phụ bếp. Rồi sư cô sợ Kim Ngân thiếu chất thì chiên một ít trứng cho Kim Ngân, sẵn cho Thúy Nga luôn. Cho bác bên này ăn luôn. Rất là ngon. Hồi chiều sao sư cô? Kim Ngân, sư cô nói nấu ăn, cái Kim Ngân nói như là sao? Chờ má về ăn. Chờ má về mới ăn hả? Thôi dễ thương ha. Con là đóng vai má thiệt luôn rồi đó. Đó bụng dữ lắm. Nè, canh nè, nè. Canh nè, canh nè Kim Ngân ơi. Canh ở đây nè, chế ơi. Bà chế, canh đây nè bà chế. Đừng giúp đi. Đây nè, đưa lấy canh cho bà chế Kim Ngân. Con ăn nữa cô. Còn trứng là đủ rồi cho con. À, trứng rồi nè, cũng đủ dùng với trứng. Ừ. Thấy thường lắm luôn. Cái đậu cũng ngon á Kim Ngân. Trứng là để dành cho mấy bình. Đậu chiên thì quá ngon ha. Hôm nay là con có buổi tiệc đó chứ. Có người mời con đi ăn tiệc đó mà con cancel đó. Đó vì Kim Ngân nè, đi chơi cũng bỏ mà đi tiệc cũng bỏ luôn đi Kim Ngân. Ôi trời ơi, mộ Phật, rót tay lỡ dầu, nhiều quá.
cô nấu gạo gì ngon vậy cô? Gạo nàng hương. Ủa Mỹ làm gì có gạo nàng hương? Đó người ta cúng á, gạo nàng hương. Ồ gì hả? Ừ. Mà trong chợ có bán không ta? Sao con thấy có gạo ba cô gái và gạo ông địa? Đó người ta cúng á. Hương. Nấu cháo cũng ngon. Ồ hay ha, để con vô con nghiên cứu cái gạo này quá ngon. Cô lấy cái rượu cô coi. Dạ. Như 20 đồng một bịch á. Kim Ngân ăn được phần cơm mà ăn thêm. Lớp baby. Mời sư cô. Mời cô Kim Ngân. Trần mềm ha. Dạ. Thấy cái này là Kim Ngân ăn được. Tại không có răng á. Cousin của Kim Ngân gặp Kim Ngân. Hỏi đi ăn. Đi ăn sườn bò đại hàng steak. Con nói trời ơi, không có răng sao ăn. Không, người ta kêu đi ăn á, nhưng mà con nói là chị Kim Ngân đâu có răng. Chị Kim Ngân ăn súp xít, đồ nước, miết thì ok. Kim Ngân có thích đi chung với người đó không? Có, cũng nhận ra gia đình hết, biết hết, người ăn uống vui vẻ, thông minh lắm, biết hết giờ. Cũng ngon ha, cũng mềm. Kim Ngân chị chải cái ớt ra dài dài á, để cho nó khỏi cay, cay dồn vô, cái nó sạch chết luôn ạ. Cả nhà ơi, hôm nay là thật sự là một ngày rất là căng thẳng và mệt mỏi luôn á. Thứ nhất là nắng rất là nóng. Ngày trước thì chị Kim Ngân là những cái ngày trước mà Nga gặp thì là chị rất là hiền và chị rất là im lặng, thì mình rất là mừng. Mình cứ nghĩ là mình cứ đi với chị xuyên suốt một ngày như vậy thì chị sẽ từ từ chị sẽ tỉnh táo đồ lại ha. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày nắng thì là sáng sớm thì là thấy là chị bắt đầu chị đã nói nhiều rồi. Mà trưa nắng lên thì chỉ càng nói nhiều nữa và bắt đầu chỉ có những cái nói nhảm đó quý vị. Nói nhảm mà nói một mình đó. Rồi thấy thương lắm mà Nga cũng ở cái bên là Nga cũng phải nói chỉ bình tĩnh lại để mà không có nói nữa. Nhưng mà thực sự cũng không cản được lúc mà chị đã lên cơn nói rồi. Nga với sư cô bằng mọi cách thì cũng không có giúp ích gì được hết chị hết. Thì cũng may là chị cũng không chửi bới, chị chỉ ngồi chị nói thôi. Chứ chị cũng không chửi bới mình, tại chị biết cái người mà lo cho mình đó là Thúy Nga với lại sư cô. Đó là cuối cùng mà bằng mọi cách cũng được thôi, cuối cùng là sư cô Nga quyết định thôi cứ để cho chị nói. Chị nói một mình thì lúc mà bắt đầu xế chiều thì là 4-5 giờ thì Nga ra thì thấy là ngày hôm nay chị nói nhiều, cái thần kinh chị nó không bình thường thì là thấy cái trạng thái là cái người nó giật cái mặt, cơ mặt nó giật á, tại vì nói cả ngày nó mệt quá đó. Thì bắt đầu chị đòi về, rồi quảng hồn quảng dí luôn. Chị nói thôi má mang hết đồ đem về kho của má cất đi, rồi con đi về chỗ con ở, chứ con ở đây con sợ cảnh sát quá. Tại cái lý do vì sao thì Nga sẽ chia sẻ với cả nhà là chị Kim Ngân á, lúc chiều Nga đưa chị đi mà mua cái xà bông để gội đầu thì là ngay chỗ qua mạc cảnh sát nhiều lắm, biết có chuyện gì thì bắt đầu chị hoảng loạn từ đó, rồi chị đòi về chùa liền. Thì về là bắt đầu từ đó trở đi là bắt đầu chị bất bình thường luôn đó. Và ngay cái buổi chiều đó thì là Nga lại có hẹn với mẹ chị nữa để trò chuyện, nên là khi mà có mẹ chị trò chuyện thì mình lại càng hiểu tại sao mà Kim Ngân lại bị cái trường hợp như vậy. Thì là Nga đã chia sẻ cái video đó cho mọi người hiểu rồi ha. Thì cái buổi trò chuyện của mẹ Kim Ngân là cả nhà biết là chị Kim Ngân đó là thất thường lắm, ngày chỉ vui ngày chỉ buồn ngày chỉ như vậy, là chỉ đòi về là Nga rất là lo. Nga lo mà Nga còn phải rời xa chỉ một tiếng mấy, hai tiếng ngồi để mà ngồi nói chuyện với mẹ chị Kim Ngân nữa. Tại khi mình rời xa là chị đi theo sát mình luôn, tại vì mình chăm chỉ mấy ngày nay mình sát nút cả ngày, tới khi mà mình nói là mình xin phép mình đi một chút xíu là chị không chịu, chị vẫn cứ đòi đi cạnh bên mình luôn.
là quý vị biết là Nga phải bằng mọi cách làm sao mà để cho chỉ cho mình tách ra là Nga phải nói là đây cái xe Thúy Nga đậu ngay chùa đây, Thúy Nga đi bộ ra ngoài đây một chút xíu thôi Thúy Nga sẽ hoành về, mà trong cái lúc mà Nga đi như vậy á là chỉ bồn chồn chỉ cứ đi ra đi vô, là quý vị biết khi mà một cái người mà thật sự mà yêu thương chị Kim Ngân mà chăm sóc là phải chăm 24 giờ trên 24 giờ như vậy á, thì may ra là chỉ mới bình thường, còn thuốc men thì là một phần rồi thôi, chứ một cái người mà chăm sóc chị Kim Ngân là phải ở cạnh chị túc trực 24/24 luôn. Thì trong cái lúc như vậy thì sư cô cũng đi về và sư cô nói là thôi Kim Ngân có mệt thì đi vô ăn, mà Kim Ngân rất là đói, mà Kim Ngân vẫn nói một câu rất là thương, không phải chờ má về rồi con mới dám ăn, phải chờ Thúy Nga về đó. Thì là sau đó là Nga về thì thấy chị đó rung luôn, thì bắt đầu cả chùa bị sớm xích vô để mà làm đồ ăn cho Kim Ngân. Thì cái điều mà bất ngờ nhất á là sau đó Kim Ngân ăn uống xong thì lại rất là nhẹ nhàng vui vẻ, mà còn phụ bếp nữa mọi người. Đó, cái những hình ảnh phụ bếp của Kim Ngân rất là dễ thương. Rồi Kim Ngân ăn uống xong rồi bất ngờ một điều là đi ngủ sớm, chắc là nói cả ngày mệt. Và Kim Ngân ngủ sớm, hôm nay là mới có 9 giờ rưỡi thôi là Kim Ngân đã ngủ từ lúc 9 giờ rồi. Nga mừng quá. Nga nhẹ hết cả người luôn á. Cứ sợ là chỉ đòi về, tại vì chỉ ngủ mới có một bữa ở chùa mà bữa thứ hai chỉ đòi về là mình đã xanh mặt rồi. Lo thiệt là lo luôn, cứ nghĩ là tại sao chỉ đòi đi tìm chỗ ở rồi giờ chỉ đòi đi như vậy. Là tại vì chỉ bị hoang tưởng cái chuyện là ở cái chùa có cảnh sát sẽ đến làm cái gì đó. Đó là lúc cảnh mà buổi tối là chị Kim Ngân chỉ thay đổi hoàn toàn luôn mọi người, chỉ ăn uống chỉ vui vẻ rồi chỉ vô chỉ phụ bếp, chỉ phụ sư cô này nọ. Sư cô thì muốn cho chị phải làm việc nên là phải sai cái này cái kia, là cuối cùng là chỉ ăn uống chỉ vui vẻ rồi chỉ vô chỉ nằm nghỉ sớm. Thì không biết là tối nay chị có nghỉ sớm hay không, nhưng mà thực sự bây giờ là Kim Ngân đang bị một cái tình trạng là lúc nào cũng phải có Thúy Nga bên cạnh nha, không có Thúy Nga bên cạnh là sẽ rất là bất an. Nên bây giờ là lúc này là Kim Ngân đang ngủ ở trong chùa nè, thì Thúy Nga sẽ chạy về nhà tranh thủ coi mẹ làm sao với con cái như nào. Con thì mình cũng nhờ người bạn take care nữa rồi, cái cô bạn của take care giùm, nên là về coi là mẹ của mình sao nữa. Nói chung là bây giờ cũng phải chạy tới chạy lui như thế này, cũng mong là vài ngày thì chị Kim Ngân sẽ bắt đầu hòa nhập lại. Tại mỗi giây phút của chị làm một cái thay đổi là mình sốc lắm, mình rất là lo luôn, không biết là chị sẽ ở được trong chùa bao nhiêu lâu nữa quý vị, hoang mang cực kỳ luôn, rất là lo luôn. Nga xin chia sẻ những cái điều này để cho khán giả sẽ hiểu được cái tình trạng của chị Kim Ngân, để cho khán giả hiểu hơn và khán giả sẽ biết được cái tiến độ của chị Kim Ngân mỗi ngày như thế nào ha. Nga thì cũng phải tận tụy hết sức để làm bằng mọi cách mà để chị ở trong chùa, và hy vọng là chị sẽ ở được lâu dài. Chứ chị mà cứ đổi ý hôm nay thật sự mình rất là sợ luôn, rất là lo. Nói chuyện với mẹ chị chiều nay thì mình lại càng hiểu nhiều hơn về chị Kim Ngân. Thì đó là một cái chia sẻ cũng để mà rất là chân thành của mẹ Kim Ngân, để mình hiểu hơn cái tình trạng của Kim Ngân lâu nay tại sao lại bị như vậy. Bây giờ Nga về đó, nhưng mà lúc trước khi về Nga cũng có dặn sư cô, Nga nói là nếu mà chị Kim Ngân á, tối nay á, mà ngủ một mạch luôn á thì coi như là cho con ngủ ở nhà đi, còn nếu mà có chuyện gì thì sư cô cứ gọi cho con để mà con sẽ hoành lại chùa liền, chứ con không có để cho sư cô phải khó xử hay là như thế nào. Chắc là phải ngủ vài đêm ở đó chứ không phải là đơn giản đâu. Chị Kim Ngân giờ chị chết Thúy Nga quá, chịu không nổi luôn, cảm thấy là mình không có làm được việc gì. Là thứ hai đầu tuần này thì con gái đi học rồi, bắt buộc là mình phải về mình lo cho con nữa. Cũng mong là mọi việc coi như là nó ổn thỏa trong 2-3 ngày để cho mà mình còn về mình lo cho gia đình nữa. Ơi, cảm ơn cả nhà hôm nay đã theo dõi cái video này của Thúy Nga ha. Nói chung là đối với Kim Ngân là mỗi ngày một kiểu đau tim lắm quý vị ơi.
đau tim hồi hộp thật sự, kịch tính như là giống như là phim luôn á. Chính bản thân mình là cái người mà đi giúp Kim Ngân nhưng mà mình cũng không biết chuyện gì xảy ra trong mỗi ngày luôn. Em biết là cái cảm giác khán giả rất là cũng hoang mang không biết luôn. Nhất là cái chuyện cứ hỏi là Kim Ngân về chùa ngủ chưa, thì là cái đêm đầu tiên là mọi người thấy đó, Kim Ngân ngủ rất là ok, nhưng mà qua đêm thứ hai là Kim Ngân đã khác rồi. Qua ngày thứ hai là Kim Ngân đã khác rồi. Mà mới nãy thì là đòi một hai đi về chỗ cũ, mà bây giờ tới tối thì lại thay đổi hết, là lại ăn ngon rồi lại đi ngủ sớm đó. Nói chung là cứ thay đổi sạch chóng mặt luôn. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này của Thúy Nga. Rồi, mong rằng là Kim Ngân sẽ luôn luôn có một cái điều kỳ diệu ha, phép nhiệm màu để cho chị Kim Ngân. Cái quan trọng nhất của Nga bây giờ là